Ok, thì bạn Huy đã trở lại và hôm nay bạn ấy nhờ mình là chat cho Sen Linh. Chúng Tại sao nó ta lại quay trở lại chứ? tại lần trước thành công mà. Thì nhờ Sen Linh dấu ấn. Ok, nhìn địa chỉ, nhìn chỉ số. What the f... cái chỉ số gì đấy? Ha, cái gì vậy? Rồi tại sao bạn đang bút quá quá happy Nói mau, ai chỉ bạn này chơi game? rồi Nói. À, chứ nó chơi game gì? Ayaka thì chưa có ha, cho nên chúng ta sẽ mục tiêu là có được đồ cho Ayaka ở đây thì cũng chép song song luôn. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có Rosaria, Faruzan. Faruzan thì quan trọng là nạp, thì 200 thì mình có thể tăng nạp lên thêm một xíu. Ok, nhưng mà Tây Phong thì chắc là thêm một xíu nạp, một xíu crit ray nữa. Ok cũng được, nhưng mà tại sao cái này HP đây? Ok chắc là do chưa kiếm được đồ nạp ha, kiếm được cái nạp mình có thể thay vô cái này cũng hợp lý ha. Ok rồi, Rosa thì chắc cũng đang copium như vậy rồi, mình nghĩ không có tăng lắm được. Rosa lại đỡ nhất trong đám kìa. Vậy này đồ quăng hết cho Rosaria rồi đấy, khi là đồ quăng hết cho Rosa rồi mà vẫn 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 copium lắm. Ok rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đâu. Chắc là chắp cho đứa không có đồ trước đi ha, ít nhất mấy đứa kia cũng đang đeo đồ rồi, mình sẽ chắp cho Ayaka trước xét. À, tiêu chuẩn phải đúng nha, đúng tiêu chuẩn nha, chứ không phải là quăng quăng đại vô giống như cái hồi nãy, đúng không Hưng? Không, không phải quăng đại được. Ok Cái gì có crit em cứ ném vô hết trước hiện tại ơi. Crit này hơi lạ nha, crit này hơi lạ. Ok Giữ cái thảo luôn. ừ ấy vậy cái này giữ không? Cho ai ấy cúng à. Giữ này luôn Gì vậy? ha. Giữ này luôn ha. Ok đồ cũng được, cũng được rồi. Chúng ta có một vài thứ, cái này thì chúng ta sẽ không nâng nhé. Kể nâng những cái tiềm năng trước đi. Cái phần Ở người số đi. bỏ này. Ừ bỏ này, một cái Cái bỏ. hoa đó là tiềm năng số 1 rồi đó. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ê ủa, Bỏ luôn. ừ nhưng mà ủa sao, ủa không Không, khoan, rồi rồi. Nó là ly sao nó thảo à. ý rồi mà sao nó cộng 20 luôn kìa. Từ từ khoan, ủa em khóa cái này rồi mà ta. Ok chứ ít chứ còn food ta, sợ hết food mà hết food 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 tím luôn rồi. Cái này lên cộng 4 đi thử coi. Ok à, cái này cũng bỏ Đi luôn được đi rồi ha. đó. Ừ, đi được rồi, đi được rồi. Ok hôm nay chúng tới 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 thứ chúng ta cần nâng. Ok thầy thử 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 phương pháp im lặng. Ok, món đầu tiên hợp lý này. Hợp Lý lý luôn. Dạ, này. mới nghe đầu tiên là đã có đồ rồi, quá hợp lý luôn. Hay. Bẻ đã không còn bắt đầu bớt cốt viêm ngoài Yaka nữa rồi. 1/4, cái này nó cũng cốt nha. Lát nữa mà kiếm cái Không. nào được ngon hơn cái này vẫn 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 thay được nha. Rồi, giờ chúng ta tới dấu ấn. Ok, set này thì set set rất lời, rất mạnh. Rất nhiều nhân vật chơi được. Ok. Ok.
Wow. Wow, không có gì bỏ hết này. Rồi chúng ta quay lại với sếp băng. Lẹ nha, lẹ nha, quay lại, chúng ta quay lại với băng lẹ nha. Lẹ thế nha. Chỉ là không ngờ lẹ tới mức đó thôi. Nãy là mình cái lông đúng không? Ừ, nãy là cái hoa. Hoa hả? Ờ. Được. Ủa là lông đâu? Ở lông đồng hồ đâu? Thì lần này không có đồng hồ thôi. Giữ tạm được, ok, tạm, ok. Giữ tạm được, ít nhất. Ok, nâng lên 4 có cái nào. Có sự chăm cướp à? Nâng lên 4 có cái nào ổn hơn thì chúng ta sẽ giữ cái đó cũng được ha. Ok, ok. Cái này thì vòng 4 vòng thì để sau. Chúng ta nâng đồ cộng... Nâng lên nóng này lên trước. Ok, cái này thì dục này. Để đây. Đó hào đấy à. Bắt đầu đổi thừa nhau nữa đấy. Thì cứ ngự là do hạo mà. Rồi chuẩn bị cái này do hưng này. Đó thấy không, hợp lý à. Thấy không, mình nên nói trước thấy không. Cái này giữ suy nghĩ hổ. Ừ đó, cái này giữ suy nghĩ, cái đó giữ suy nghĩ. Cái đó giữ suy nghĩ, tấn công đó thì ổn. Cho tới khi nó 20% tấn công thì nó hết ổn. Nó vẫn ổn chứ, 20% tấn công vẫn ổn. Vậy Ayaka bình thường nó hơi thiếu tấn công chút xíu. Rồi. Chúng ta tới những cái thứ cốt biêm trước thì rồi chúng ta quay lại cái này sau ha. lẹ giờ con Ayaka này hình như cũng hơi lẹ đó. Anh có thấy hơi lẹ không? Có khi nào mình bị lừa không? Ừ, sao cái xác thương nguyên tố nhà này không khóa đấy? Cái này thì ừ hợp lý đó, cái này thì khóa là hợp lý, không khóa hợp lý này. À rồi, tôi đi dục đi ha. Wow, nó né sạch luôn. Né hết. Rồi, chúng ta có thêm cái cộng 4 này nữa. À không, cái này khác. Chúng ta cái 4 vòng. Ừ, không phải cộng 4 mà 4 vòng. Rồi. Thiệt kìa. Ê. Thiệt kìa. Đẹp quá chứ. Ừ, nhưng mà nó thiệt như những gì em nói kìa. Dễ vô thêm lần nữa nè. Thêm tấn công nữa nè. Đó. Đó, đẹp chứ. Y chang những gì em nói. À, nguyên. Cái này gọi là được may mắn hay bị nguyền rủa nè mọi người. Ok rồi, chúng ta tới hai cái này trước đi ha. À. Cái mũi đi. Giữ đồ ngon sau cùng. Ok, phòng ngự này. Bỏ. Cái kia ít nhất có nạp ha. Mọi người cái này ít nhất có nạp cho nên là vẫn giữ được cái này. Cái này vô thêm cái tấn công đó thì hợp. Có thiệt này. Ở cái này giữ được luôn này, nâng luôn ha. Giữ được luôn này, nâng luôn ấy, vô hết tấn công với hiệu quả nạp thì ngon này. Nhưng mà có hưng ở đây thì chắc mình nghĩ chắc nó cũng 20 tấn công ấy là hợp lý. 20 tấn công luôn á. Ừ, mình có hưng ở đây thì hợp lý. Ủa sao lần này hưng không Blade ta? Ủa? Hưng ơi, cái Blade anh đâu rồi? Nó vô ngự kìa, vô em chứ ai. Thôi giữ tạm đi ha. Thôi giữ tạm. Rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay. Im lặng. Brother, what's that? What's that, brother? Trời ơi. Thôi thôi không mấy, mình lấy cái này. Em thấy cái này đẹp hơn. Nói với mọi người mình thấy hình như cái tấn công đẹp hơn. Rồi 3/4, 3/4. Ok. Còn đồng hồ đó. Cái đồng hồ lẽ thành ơi, mình lấy nóng tỷ lệ nó sẽ hay hơn. Ừ, hiện tại nóng tỷ lệ có vẻ hay hơn. Ok. Rồi, nhưng mà chúng ta quay lại với dấu ấn một xíu đi ha. Làm tí dấu ấn. Ủa, không gì thiệt hả trời? Ủa? Mình trở lại cái băng, mình hoàn thành cái băng không em?
thôi hoàn thành hơn á. Hoàn thành cái băng xong rồi chúng ta quay lại chép hết đống đống luôn. Mình hoàn thành cái băng đi. Chứ dấu ấn là hết là thấy no hope rồi đó. Quan trọng là cái đồng hồ. Có đúng cái đồng hồ đấy anh. Mà nó có đúng hình cái đồng hồ luôn vậy. Không có nón luôn kìa. Không, mình có cái kia rồi. Ê thiệt hả trời. Thiệt mẹ. Thiệt hết. Giờ chắc lẽ mình hoàn thành thiệt à, cái bộ quay này nó bị nguyền rủa mọi người à. Ê bỏ không cứ kiếm đi. À không, đổ cái đó cái đồng hồ. Lấy cái đồng hồ lấy cái đồng hồ đúng rồi. Nãy cửa cái đó cái đồng hồ. Kệ năng luôn ấy. Kệ. Trong chính chứ đã. Có cái gì mà làm nền trước đi. Mà né sạch vậy thì cũng nhìn kỳ quá. Lạ đơn chưa vậy? Lạ đơn chưa vậy? mình sẽ để tạm nó. Bỏ luôn đi, bỏ. Không để tạm nó đi, không có gì còn quay lại. Mà thở tí là nó cũng hơn rồi đó. Nhưng mà lỡ không thở được thì sao anh? Thôi xử đi. Cái giữ được. Nãy giờ mới có đồ đơn á mọi người. Ba quay. Mua quay luôn á chứ ba quay gì. Rồi đơn đồ vứt nè. Đơn đồ vứt luôn nè. Em đơn luôn đi. 1000 điểm không? Cái gì đấy thiệt. Giờ mình cứu Aquila hay là mình nguyền Aquila ta? Đây mình cứu hay mình nguyền vậy ta? Sao Ayaka nó cũng được mà ta? Sao cái này nó nguyền vậy? Ở cộng 8 đi. Cộng 8 không em được. Em đốt cái 1000 điểm đó đi không đi Hảo ơi. Lên cộng 8 không được vật luôn. 1000 điểm đúng không? Mình đạp cái 1000 điểm rồi đi, mình tiễn rồi đi. Đốt hả? Đốt. Thí. Anh. Ừ thì. Là đơn chưa? Ừ thì. Rồi giờ thôi, có cái nón tỷ lệ hoàn thành Ayaka luôn đi ha. Anh nghĩ là mình cứ dũng, cứ trong băng giá trước đi. Nữa này giữ được đây, giữ được nó sẽ hơn được cái kia. Ok ai đốt cái lồng nó đi. À không, cái lồng trước. Ok, đốt. Bỏ. Thì đó, đốt luôn. Hợp lý. Rồi cái này trước đi, cái này trước đi, tấn công đi, tấn công trước đi. Ý cái cũ luôn đi ha. Ý cái cũ luôn đi. Không vô thôi chứ cũng mệt lắm rồi. Ý luôn cái cũ đi, cái này. Để nó không thể tệ hơn thế này được nữa rồi. Cũng được đi. Được, nó được có đạp, đi. Nó có đạp, có rất lên, nó lên được sát thương bạo nó hơn rồi. Nó có rất nhiều nạp. Mà nó có rất nhiều nạp. Ok, lần cuối vô 20 nè. Đó, hợp lý thấy không? Ok, good. Rồi, good. Tạm hoàn thành set 4 của Ayaka. Wow. Thật là bất ngờ. Trước không có đồ là thì... trình đỉnh cao này. Mà dù cũng mới 12 thôi các bạn à. Chúng ta sẽ fix cái tỷ lệ này lại từ từ. Fix cái tỷ lệ này cái. Để chúng ta tới cái hoa. Lần mày không im lặng nữa. Đau khổ quá rồi, ta lên luôn đi, tới luôn đi. Ê, để lại 14 kìa. À rồi thôi, dục luôn đi. Anh nghĩ cái dấu ấn này nó sẽ khó ngon lắm nè.
Ok. Ừ thì yeah. Giữ thì giữ. Ok. Nó hai ngự. Em thấy gì? Em thấy sự cách biệt giữa thiên đường và địa ngục không? Ok. Cái này được này. Ok. Ok, giữ tạm. Cái này giữ luôn á. Rồi. Lột đồ mấy đứa kia. Lột đồ con sang liên này ra. Chở. Chở quăng cái này vô. Mày cường quá luôn đi. Không, cái này cứ để im đi, cái để im. À, thôi cứ để im đi. Kiểu gì cũng khói mà. Cái này lên thử còn 4 thì có gì không? Ừ. Ok. Thì không có gì thì bỏ đi. Ừ. Ờ, rồi. Còn hình như hồi có cái hoa thiên đường đi ngủ bỏ, đúng không? Bỏ nhưng mà đừng đốt nha. Ừ. Này ok. Cái này giữ tạm được, ok cái này cũng được, không tới nổi. Được, cái này được. Có cái lồng này, bây giờ nó lên cái gì? Chỉ là một kích thì mới hơn. Thôi không. Thôi thử không? Thử nước xíu không? 22.5 với 6.11. Ok không hơn rồi, không hơn rồi. Không hơn được. Rồi, đó, không hơn được. Rồi giờ chúng ta tới cái thứ cuối cùng. Rồi cái này dùng đi, cái này dùng luôn. Cái này dùng luôn chứ giữ 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 tạm chứ. Rồi. Đây. Thiên đường và đó, địa ngục. Các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa thiên đường với địa ngục ấy. Ok. Mọi người muốn bọn mình cứu được cái ạc của viewer này thì tại sao cái này không khóa vậy? 13. Tại sao cái này không khóa vậy? Mọi người muốn mình cứu được cái ạc của viewer này thì mọi người like, subscribe giúp mình nhé. À, tất tỷ lệ mọi người subscribe hơi thấp. Mọi người có subscribe thì bọn mình mừng lắm ha. Ok, thử nè. 3 2 1 Vô. Not bad, not bad. Ồ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu cái ạc quyền rũa. Mọi người cũng đã thấy được nó đáng thương đến chỗ nào. Ok, không quan tâm, 30 rồi, 30 rồi. Đúng rồi. Ừ, vẫn được. Đeo vô nhanh gọn lẹ. Vẫn phải fix cái nhưng mà nó vẫn đỡ chứ. Không, mười bạn do cái tỷ lệ chưa nâng á. Ừ. 40 á. Vẫn đỡ hồi nãy. Được. Rồi tới cái này cho cái mũ tỷ lệ end luôn cái video, end luôn cái khúc dũng sĩ trong băng giá đi ha. Qua hết dấu ấn luôn. Mình còn cái nón rồi đó. Rồi nó không cho cái nón, nó có cho hai cái nón rồi. Thôi ơi. Ayaka mèo, Ayaka mèo thôi nè mọi người. Ayaka tan chảy lên là... Dữ. Ayaka tan chảy lên nè mọi người. Cũng không cho cái đó luôn. Thì bằng onset, Li bèn onset. Cái này trước đi ha, cái quyền rũa này trước đi. Cái kênh này tập hợp với cái món đồ quyền rũa nhất của mọi người. Rồi đó, quyền rũa rồi đó, ok bỏ đi. Không cần phải nâng nữa, không cần phải tốn phút nữa. Rồi cái này nâng, cái này nó chứ. Này nâng luôn đi, cái này nâng luôn đi. Nâng luôn. Lấy cái thứ nguyên rũa lên nâng đi. Nó sẽ là nguyên liệu cho sự tuyệt hảo. Ok. Em nghe rồi anh á. Ủa? Đi. Ủa? Hơi nhiều ấy. Ừ nhưng mà nó cũng không tới mức. Không tới nổi chẳng ngoài. Nó là on set. Mày lên 21 thì là ngon này. I mean it's alright, like. Okay. On set. Nó ngang CV á, thật ra nói đúng là nó ngang CV với lại cái nón cái hiện tại này. Ngang CV với cái hiện tại luôn á. Nhưng mà nó được cái nó on set. Nó on set. Và nó có nhiều tỷ lệ hơn nữa. Nó có nhiều tỷ lệ hơn nữa. Ok. Vậy thì coi như là set được cái ạc này rồi á. Giờ nón quăng đại cái tỷ lệ nào ở vô thì. Tỷ lệ. Rồi ơi. Cái này đường này. Được. Cái nón 721 á. Ừ. Hai bóng tấn công quá nha. Ừ. Ồ được rồi này, cũng được rồi, cũng đỡ. Cũng đỡ. Lên là được rồi. Cũng đỡ rồi đó, ok. Ủa mà nó cầm kiếm gì nó có 1.400 vậy? Cây free to play anh em Menoma ấy. Menoma. 1.400 thấp vậy. Chắc chưa lên level, ừ chắc vậy quá. Kệ đi. Nói chung thánh nhân vật thì cứu được rồi. Là xong rồi đó, Ayaka coi như xong rồi đó, mà để đi. Ừ. Mình cứu sang liền đi. Ê. Được.
Cái này cứu Faruzan. Cái này giữ được ta. Giữ tạm đi. Lý tấn công được nha, Lý tấn công được nha. Ôi Lý lội. Giữ nhưng mà không nâng, giữ nhưng không nâng. Thôi, lần này đổi xíu đi ha, mọi người chép hết đi. Rồi nâng sợ. Cứ chép hết đi. Này cũng sắp hết rồi. Độ không thể nhiều hơn. Hết rồi, còn hai lần nữa hả? Hết rồi. Lần này với lần nữa. Ê! Được rồi, ok, ổn. Cứu rồi. Được luôn. Không có gì ra trong cái list cần nâng cho nên là mình sẽ bỏ qua HP nhé. Không có crit này hơi là buồn. Cho Ly tấn công coi. Nên không bốn được. Được. Cái đó được, cái đó rồi, có phải. Lần cuối cùng. Lần cuối nè. Là 839. Crit vậy. Bỏ một cái cho anh em. Mình bỏ... cái quyền đuổi nhất là đồng cái hồ. Cái hoa. Cái hoa này á hả? Này cũng được. Đây. Cái này em thấy được hơn là cái mũi chứ. Cái mũi sát thương bạo bao dụng hơn. Ừ. Rồi ok. Cho cái mũi tỷ lệ bạo thì nó đỡ hơn rất nhiều. Được. Cứ được. Được. Thử được. Thử đi. Mệt lắm rồi. Thử. Chấp à. Cô chấp đi. Thử đi. Liệu tấn công coi. Rồi lần tới một cái ly sát thương bạo cho một cái ly sát thương bạo. Lần copium nè mọi người. Copium nè. Nó copium thấy không? Cái gì ngon cái này? Copium phải vậy chứ. Rồi lần cuối. Cuối nè. Và đó là một cái hoa. Không có gì, ok. Rồi. Được đồ là được rồi. Thấy mọi người thấy mình cười là mình đau khổ lắm rồi đó. Đừng mấy con ngu chứ đi. Thành lắm rồi. Rồi dùng cái này. Gì đào dữ vậy? À, thật ra giữ được á chứ. Thật ra giữ được tạm ấy chứ. Để coi đồ đi ha mọi người. Chúng ta cũng coi đồ của con của mấy cái con nguyền rủa coi. Rosa này. Con gì hết, nâng dùng này. Thôi cũng cái đó cũng được hơn cái này đi ha. Cái này đi là 21. Từ. Được hơn cái này. Con này cũng nên nâng tỷ lệ cho nó 77 vẫn được. Đó, nó vẫn được hơn. Ê đồ. Rồi chúng ta được cái tiếp theo nữa. Khổ thiệt cái chứ. Cái này thì nâng kiểu nào cũng giữ này. Cái này Faruza nâng kiểu nào thì cũng ổn. Thì Faruza không có này. Giữ này đi chứ. Đang suy nghĩ thì cái này giữ. Nhưng mà vậy thì hơi kỳ á. Thôi. Bỏ qua. Vậy muốn có 2000 điểm không? Thôi không nâng nữa. Đau khổ lắm hay không nâng nữa. Chỉ thay thôi. Thay phụ tùng linh kiện cho thôi. Cơ bản phải 7 máu. Mình còn 2 cái lông. Còn cái tấn công, ừ có 2 cái lông siêu mạnh nhưng còn cái tấn công này nâng trước đi á. Ừ. Thôi cũng không qua được cái cũ, bỏ. Không qua được. Nếu như là vô 2 vòng thì cũng được. Sao nó quyền rủa thế này. Có mấy cái bài vòng, ok, lấy mấy cái bài vòng trước đi. Không có gì để nâng bài vòng luôn á chứ. Thôi. Bút tôi đi. Được cái gì thì được. Rồi đó, nó cũng né bằng sạch luôn. Né bằng sạch luôn. Rồi cái này tới cái hoa. Rồi mày quyết định như thế nào nè. Sao nó vô sát thương bạo. Thật ra vẫn vui. Tại sao nó lại như vậy? Tại sao cái này giữ này? Rồi cái này tiếp đi, y chang hai dòng, mấy dòng y chang luôn á mọi người. Được này, được. Cái này chấp nhận được này. Chấp nhận được. Lên 20 này. Hết đồ rồi, thôi. Giờ cộng đồ đi đã. Cộng mấy cái double crit đi.
Dục luôn. Không muốn nói dục luôn đâu. Thử chứ. Oh! Ừ. Ê, trời ơi là trời. Cái này luôn đi. À không, cái này không phải biết. Em bỏ qua cái đó, em nâng grid luôn đi. Nâng grid cho xong luôn đi. Ừ, nâng cho xong luôn đi. Dọc cho dễ. Cái này ngon hơn cái cũ này. Vô. Ờ, nó được. Nó được, nhưng nó min. Ừ, nó min, nhưng mà thôi nó được. Thôi, nâng đi, nâng đi, nâng luôn đi. Hỏi chứ là ít ra là nó không lệch đi ha. Ha mọi người. Vì một quý thứ nào đó thì ok, nó không lệch. Cái này thì giữ cho Faruzan được. Sang Linh đi. Sang Linh được. Ok được, được, sang Linh được. Thôi thì mình cứ giữ cái đó đi. Không, cái này được, cái này được. Ờ nó ổn hơn này. Em muốn cộng cho phần còn lại thì cộng cho cái nón chưa nâng thì được rồi. Được. Cái này nâng luôn lên, kinh lên luôn cái này hay cái này. Cái đó cộng 15 mày. Ừ, cái này cộng 15 thì nâng được. Hai lần nữa còn cứu được, thử đi. Vô. Wow. Wow. Rồi, thứ cuối cùng của ngày hôm nay. Trời ơi, double crit. Rồi. Ai ai. Ok. Coi như nó bị điên vì yêu. Tôi bị điên rồi. Cái này nó coi ít nhất là cũng đổi được so với cái này đi ha. Tóm tắt nhẹ là con này full đồ ổn. Dấu ấn gần như không có gì. Đội tên lên Thảo. Bọt chứ gần như không có gì.